Đây là video chiêu thị được trả tiền bởi Mattel. Cảm ơn Mattel đã tài trợ và đã giúp tôi tạo nên video Linky, này. Em có muốn chơi với anh không? Wow, đó là đồ chơi mô hình Ricky. Nicky, cho anh đi. Không, nó là của em. Của anh, của em, của anh, của em. Anh muốn đồ chơi của anh. Ha ha. Oh no. Oh. Mẹ ơi, con muốn đồ chơi mô hình Ricky. Mẹ có một vài thứ cho con. Ok. Wow, mẹ yêu, cảm ơn mẹ. Không có chi. Nicky, nhìn đây nè. Tuyệt. Rey Mysterio, Elias, Roman Reigns, John Cena, AJ Styles, Randy Orton. Wow. Hãy mở ra đi. Dạ. Đây là Roman Reigns. Hãy nhìn những gì ông có thể làm. Wow. Ông có ghế vỡ. Em có Rey Mysterio và Dean và John Cena với một cái thang. Em là người chiến thắng. Anh có Elias và anh ấy có một cây đàn guitar bị vỡ. Gì hả? Đập vỡ. Các con, mẹ có một bất ngờ dành cho các con. Nhìn những gì mẹ có nè. Wow. Đó là lối vào sàn đấu Fred King. Wow, trông đẹp đấy. Có 3 vùng phá hủy. Dấu hiệu vỡ, bạn dễ vỡ và đoạn đường nối có thể phá vỡ. Wow. Mẹ ơi, mình mở nó bây giờ nhé. Tất nhiên. Chúng ta hãy xây dựng nó. Chúng ta đã tạo ra dấu hiệu đập vỡ. Ok. Được rồi. Và cái thứ hai. Yeah. Và đây là một đoạn đường nối dễ vỡ. Lối vào đã sẵn sàng. Hãy chơi nào. Roman phá vỡ các dấu hiệu. Wow. Oh, nó bay đi. Tôi là Rey Mysterio. Oh, tôi vừa phá vỡ mọi thứ. Wow. Khi chương trình diễn ra, bạn cần khởi động. Dạ, được rồi, chúng ta hãy làm điều đó. Yeah. Ta-da. Một, hai. Mọi người, các bạn đã sẵn sàng cho chương trình của chúng tôi chưa? Bạn cần phải khởi động cho cuộc thi chạy. Ok, đi nào. Yeah, yeah, cố lên chàng trai. Oh, nhìn kìa. Hàng rào, sau đó nhảy lớp xe và sau đó là ngôi đền. Yeah, thật kinh ngạc. Ai sẽ là người đầu tiên đây? Quảng Tùng đi. Oh, được rồi, Flash, con sẽ là người đầu tiên. 1, 2, 3, đi nào. Đừng dừng lại, chỉ cần chạy nhanh hơn. Yeah. Yeah, tuyệt. 1, 2, 3, đi nào. Yeah. Yeah. 1, 2, 3, đi nào. Nicky, đừng quên đứng trên các chữ cái nha. Vẫn ổn. Yeah. Thưa quý vị và các bạn, đã sẵn sàng cho cuộc thi chưa? 1, 2, 3, xuất phát. Yeah.
đó là chiếc nhẫn siêu sao. Hãy tham gia cuộc thi nào. Thưa quý vị và các bạn, nhẫn siêu sao đã sẵn sàng. Bạn đã sẵn sàng cho buổi trình diễn chưa? Roman Reigns đang đến. Xin chào tất cả mọi người, những người đang ở với Roman Reigns. Hãy để tôi có được chiếc nhẫn. Wow! Và siêu sao thứ hai đang đến. Rey Mysterio. Tốt, sẵn sàng cho chương trình. Của Elias, anh ấy sẽ giúp. Ba siêu sao. Mọi người, chương trình của chúng tôi đã kết thúc. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu người chiến thắng. Được rồi, dừng lại. Ai là người chiến thắng? Và đai vàng trao cho Nikki. Yeah! Và người thứ hai là Flash. Cảm ơn mẹ. Chào mừng bạn, bạn thân mến. Đây là video chiêu thị được trả tiền bởi Mattel. Cảm ơn Mattel đã tài trợ và đã giúp tôi tạo nên video này.